Cô chào các em. Cô tên là Vũ Thị Ánh Nguyệt, hiện đang công tác tại trường tiểu học Lê Thành Duy, thành phố Bà Rịa. Rất vui vì được gặp lại các em trong chương trình truyền hình vui học ngày hôm nay. Cô giới thiệu với các em, đồng hành với cô trò mình trong tiết học này còn có một số bạn là học sinh lớp 2 của trường tiểu học Lê Thành Duy và chúng ta sẽ được gặp các bạn ấy trong các hoạt động của bài học các em nhé. Các em ơi, tiết trời se lạnh cùng với không khí Giáng sinh đang đến thật gần. Trong dịp lễ này, thường xuất hiện một nhân vật với bộ trang phục màu đỏ. Ông có tròm râu dài, bạc trắng, đi trên chiếc xe được kéo bởi những chú tuần lộc xinh xắn cùng tiếng chuông ngân vang. Các em có nhận ra ai không nào? Chúng ta hãy xem ông già Noel đang đi đâu nha. Mình là chú tuần lộc nhỏ dễ thương của ông già Noel đây. Giáng sinh đến rồi, mình chúc cô và các bạn một mùa Giáng sinh an lành nhé. Cảm ơn chú tuần lộc dễ thương nha. Các bạn ơi, trong dịp lễ này, ông già Noel thường ghé thăm và tặng quà cho các bạn học sinh chăm ngoan học giỏi. Vì vậy, chúng ta hãy thực hiện thật tốt các hoạt động trong tiết học này để chúng ta được nhận quà nha. Còn bây giờ, chúng ta sẽ dành ít phút để các em cùng chuẩn bị đồ dùng học tập để cùng nhau bước vào tiết học nào. Để cùng nhau ôn lại các kiến thức đã học trong thời gian vừa qua, cô mời các em cùng đến với bài Em ôn lại những gì đã học. Bác mặt trời ơi, bác mặt trời ơi, cháu là Hướng Dương đây ạ. Cháu đang cần những tia nắng ấm áp của bác để tỏa sắc cho khu vườn ạ. Các em ơi, các em hãy giúp bác mặt trời xua tan đi những đám mây bằng cách là trả lời đúng các câu hỏi sau nha. Câu hỏi thứ nhất, mở ra nào. Em hãy nhẩm tính và trả lời kết quả đi nào. Giỏi lắm, cô khen em đã trả lời đúng phép tính 9 + 4 nha. Em hãy cho cô biết làm thế nào em có thể tính nhanh được kết quả của phép tính này nào. Dạ, em vận dụng cách tính mà cô đã dạy như là đếm thêm 4 từ 9 để tính nhanh kết quả ạ. À, giỏi lắm, em nắm bài rất tốt, cô khen em nha. Tạm biệt đám mây thứ nhất nhé, chúng ta cùng đến với đám mây thứ hai nào. Em hãy nêu kết quả của phép tính 4 + 9 nào. Dạ thưa cô, 4 + 9 bằng 13 ạ. Em tính đúng kết quả rồi đấy. Bây giờ cô mời một bạn có kết quả giống như bạn, hãy nói cho cô và các bạn nghe cách tính của em nào. Dạ thưa cô, vì 9 + 4 bằng 13 nên 4 + 9 cũng bằng 13 ạ. Chúng ta đã được học khi đổi chỗ hai số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi ạ. Nhờ vậy mà em tính được nhanh kết quả của phép tính 4 + 9 ạ. À, rất giỏi, em nắm bài rất tốt. Như vậy là tạm biệt bạn Mai thứ hai nha. Chúng ta cùng đến với đám mây tiếp theo. Bạn nào đã có câu trả lời rồi? 13 + 9 bằng 4 ạ. Em thấy bạn trả lời thế nào? Thưa cô, bạn làm bài rất tốt ạ. À, rất tốt. Một tràng pháo tay dành cho cả hai em. Bạn nào có thể nói cho cô được cách tính của mình nào? Dạ thưa cô, em dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để tính ra kết quả của phép tính 13 + 9 ạ. Lấy tổng trừ đi số hạng này, ta được số hạng kia ạ. À, rất giỏi, em đã nắm chắc bài học rồi đấy. Các bạn ơi, cô trò mình chỉ cần xua tan thêm một đám mây nữa thôi. Chúng ta hãy cùng cố gắng nha. Đám mây cuối cùng, mở ra nào. Hãy nêu cho cô kết quả em tìm được nào. Dạ thưa cô, 13 + 4 bằng 9 ạ. Em cũng dựa vào mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ để tìm kết quả ạ. À, cô cũng nhất trí với kết quả của em. Chúc mừng các em đã trả lời đúng các câu hỏi này nha. Như vậy là những đám mây đã được xua tan, bác mặt trời xuất hiện cùng với những tia nắng ấm áp rồi đấy. Cảm ơn các em nhiều nha. Các em ơi, các em hãy quan sát lại cho cô hai phép tính cộng 9 + 4 và 4 + 9. Ta thấy khi đổi chỗ các số hạng trong một tổng thì tổng không thay đổi. Tiếp tục các em lại quan sát cho cô hai phép tính trừ nè. Ta thấy lấy tổng trừ đi số hạng này thì được số hạng kia và ngược lại. Đây chính là mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ đấy các em ạ. Các em cần ghi nhớ kiến thức này để chúng ta có thể thực hiện tính nhẩm cho nhanh và đúng nha. Như vậy là chúng ta vừa thực hiện được 4 phép tính của bài tập 1. Tương tự như vậy, các em sẽ thực hiện các phép tính còn lại sau khi kết thúc tiết học này nhé. Để cho các em thành thạo, trong lúc làm bài kiểm tra cuối học kỳ 1 trên các phần mềm trực tuyến, bài tập số 2 này chúng ta hãy luyện tập trên phần mềm trực tuyến nha. Bạn nào tự tin, hãy thực hiện bài tập của mình đi nào. Cô thấy là em đã thao tác làm bài tập trên phần mềm trực tuyến nhuần nhuyễn rồi đó. Bây giờ em hãy trình bày lại bài làm của mình cho cô và các bạn cùng nghe nha. Dạ thưa cô, em xin trình bày bài làm của em ạ. Em nối phép tính 4 + 8 với kết quả là 12 ạ. Phép tính 14 / 7 em nối với số 7 vì 7 là kết quả của phép tính đó. 18 + 9 sẽ bằng 9 nên em nối phép tính này với kết quả là 9 ạ. 13 em sẽ nối với phép tính 6 + 7 ạ. Tiếp tục em nói 8 với phép tính 13 trừ 5, vì 8 là kết quả của phép tính 13 trừ 5 ạ. Cuối cùng em nói phép tính 9 cộng 7 với kết quả là 16 ạ. Thưa cô và các bạn, em rất tự tin với bài làm của em ạ. Kiểm tra kết quả bài làm, em thấy em đã làm đúng hết ạ. À, bạn đã rất tự tin thực hiện bài tập và kết quả bài làm của bạn hoàn toàn chính xác các em nhỉ? Các em có làm đúng giống bạn không nào? Nếu có, cô chúc mừng các em nha. Như vậy là bài tập 1 và 2 chúng ta vừa được ôn lại phép cộng trừ có nhớ trong phạm vi 20. Bây giờ cô lại mang đến cho các em một thử thách nữa. Hãy xem đó là thử thách gì nha. Bạn nói đúng rồi đấy các em. Thế bây giờ bạn nào giỏi có thể nói cho cô biết em tìm tổng như thế nào không? Thưa cô, để tìm tổng em sẽ lấy hai số hạng cộng lại với nhau. Hãy nói với bạn, em có tự tin về câu trả lời của mình không nào? Mình rất tự tin là mình trả lời đúng. À, em rất tự tin và cô đồng ý với câu trả lời của em. Vậy để tìm hiểu chúng ta làm như thế nào này? Em thưa cô, để tìm được hiệu em sẽ lấy số bị trừ trừ đi số trừ ạ. Các bạn trước màn hình ơi, các bạn có đồng ý với câu trả lời của bạn không? Em hãy nói với người thân đang ngồi cạnh em nha. Như vậy là chúng ta đã biết cách tìm tổng và hiệu. Bây giờ chúng mình hãy cùng thực hiện bài tập này vào vở bài tập trang 44 cho cô nào. Hãy nêu cho cô tổng em tìm được ở cột thứ nhất nào. Dạ thưa cô, để tìm được tổng em lấy hai số hạng cộng lại với nhau. 44 cộng 25 bằng 69. Vậy em điền số 69 vào ạ. À, em giỏi lắm. Cô đồng ý với câu trả lời của em. Tiếp theo nào. Dạ thưa cô, để tìm tổng em lấy hai số hạng cộng lại với nhau. 53 cộng 5 bằng 58 ạ. Em hãy nhận xét bài làm của bạn đi nào. Bạn giỏi lắm, bạn trả lời đúng rồi đấy. À, rất tốt, cô khen cả hai em. Tiếp tục nào, hãy nêu cho cô hiệu ở cột thứ nhất em tìm được. Dạ thưa cô, để tìm được hiệu thì em sẽ lấy số bị trừ trừ đi số trừ. Em lấy 68 trừ 52 bằng 16 ạ. Như vậy em tìm được hiệu là 16 ạ. À, giỏi lắm, em tìm đúng hiệu rồi đấy. Chúng ta cùng tiếp tục nha. Dạ thưa cô, em lấy số bị trừ là 77 trừ đi số trừ là 6. Vậy em tìm được hiệu là 71. Hãy nói cho bạn nghe, em cảm thấy bạn làm bài như thế nào? Tuyệt vời, mình đồng ý với câu trả lời của bạn. À, rất tốt. Cả hai em đều xứng đáng nhận được một tràng pháo tay. Như vậy là các em đã hoàn thành xuất sắc một phần của bài tập 3 rồi đấy. Các em ở trước màn hình ơi, các em có làm đúng giống như bạn không? Nếu có, cô chúc mừng tất cả các em nha. Ở bài tập 3, các em vừa được ôn tập về cách tìm tổng và hiệu đấy. Phần còn lại của bài tập 3, các em hãy thực hiện tương tự khi kết thúc tiết học này nhé. Tiếp theo, cô trò chúng mình sẽ cùng qua bài tập số 4 nào. Bạn nào có thể đọc giúp cô yêu cầu bài tập? Dạ thưa cô, em đọc bài 4, tính 9 trừ 3 cộng 6 bằng và 35 cộng 10 trừ 30 bằng. À, cô cảm ơn em. Bạn nào giỏi, hãy nêu cho cô cách thực hiện các dãy tính này nào. Dạ thưa cô, để thực hiện được dãy tính này, em sẽ thực Rất tốt, em nắm chắc kiến thức mà cô đã dạy rồi đấy. Bây giờ các em hãy nhớ lại cách cô đã hướng dẫn và làm tính vào bảng con cho cô nào. Cô chắc là các em đã thực hiện xong rồi đúng không nào? Hãy trình bày bài làm cho cô và các bạn cùng nghe nhé. Em tính đúng kết quả rồi đấy. Cô chúc mừng những bạn nào có kết quả giống như bạn nha. Tiếp tục nào. Em tính được kết quả giải tính này là bao nhiêu? Thật tuyệt vời, em xứng đáng nhận được một tràng pháo tay. Như vậy là cả hai bạn vừa sửa xong bài tập rồi. Các em hãy đối chiếu lại bài làm của mình, xem mình đã làm đúng chưa nhé. Ở bài tập này, chúng ta vừa được thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ. Các em tiếp tục hoàn thành xong bài tập này sau khi kết thúc tiết học này nhé. Cô trò mình cùng qua tiếp một hoạt động nữa nào. Hãy đọc cho cô đề toán nào. Dạ thưa cô, em đọc có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường. Xe tải đã chở được 34 bao, hỏi còn bao nhiêu bao xi măng chưa được chở? Cảm ơn em đã giúp cô đọc đề toán nha. Đây là một bài toán có lời văn, các em hãy đọc và phân tích đề toán nhé. Bây giờ, bạn nào giỏi, hãy phân tích đề toán giúp cô nào. Mình đố bạn bài toán cho biết gì? A. Câu này quá dễ. Bài toán cho mình biết có 98 bao xi măng cần được chở đến công trường. Xe tải đã chở được 34 bao. Tuyệt vời, bạn trả lời rất tốt. Mình đồng ý với bạn. Vậy mình đố lại bạn nha. Bài toán hỏi gì nào? Biết bạn ơi, bài toán hỏi còn bao nhiêu bao xi măng chưa được chở. Bạn làm tốt lắm, mình khen bạn nha. Rất tuyệt vời, cô khen cả hai em nhé. Chúng ta vừa đọc và phân tích đề toán rồi. Bây giờ các em hãy giải bài tập này vào vở bài tập toán cho cô nào. Bạn nào đã làm xong rồi, hãy trình bày bài làm của mình đi nào. Em xin đọc bài làm của em ạ. Bài giải số bao xi măng chưa được chở là 98 trừ 34 bằng 64 bao. Đáp số 64 bao xi măng. Cô cảm ơn em. Hãy nhận xét bài làm của bạn giúp cô nhé. Cô, em thấy bạn đã giải đúng bài toán ạ. Nhưng lời giải của em có khác một xíu với lời giải của bạn. Em xin đọc bài làm của mình. Bài giải còn lại số bao xi măng chưa được chở là 98 trừ 34 bằng 64 bao. Đáp số 64 bao xi măng. Em có tự tin là em làm bài đúng không nào? Dạ thưa cô, em nghĩ là em đã làm đúng bài tập hay ạ. À, rất tốt, cả hai em đều làm đúng bài tập và các em xứng đáng được thưởng một tràng pháo tay. Các bạn trước màn hình ơi, các bạn có làm bài đúng như hai bạn vừa rồi không nào? Nếu có, cô chúc mừng các em nha. Vừa rồi, các em đã biết cách giải bài toán có liên quan đến phép cộng, trừ rồi đấy. Cô trò mình sẽ cùng đến với một tình huống sau nha. Ngoại ơi, năm nay ngoại bao nhiêu tuổi rồi? À, để ngoại nhớ cả. Năm nay ngoại 6-7 tuổi rồi. Còn mẹ năm nay mẹ bao nhiêu tuổi rồi ạ? Năm nay mẹ ít hơn bà ngoại 30 tuổi. Vậy đố con, chứ năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? Năm nay mẹ mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Các bạn hãy cùng tính chung với mình xem năm nay mẹ mình bao nhiêu tuổi nhé. À, qua theo dõi tình huống vừa rồi, các em hãy nêu đề toán cho cô nào. Bạn nào đã đặt được đề toán rồi, hãy đọc cho cô và các bạn cùng nghe nha. Em thưa cô, sau khi quan sát và lắng nghe gia đình bạn Phương Nhung trò chuyện thì em có thể nêu được đề toán như sau ạ. Năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi? À, rất tuyệt vời, em đã nêu đúng đề toán rồi đấy, cô khen em nha. Bây giờ cô trò chúng ta sẽ cùng nhau phân tích đề toán này nhé. Hãy cho cô biết bài toán cho biết gì nào. Em thưa cô, bài toán cho biết năm nay bà 67 tuổi, mẹ ít hơn bà 30 tuổi ạ. À, em giỏi lắm, cô khen em. Tiếp tục, hãy cho cô biết bài toán hỏi gì. Thưa cô, bài toán hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ạ? Tốt lắm, cô đồng ý với câu trả lời của em. Các bạn trước màn hình ơi, các em có biết bài toán này thuộc dạng toán gì không? Đúng rồi đấy các em, bài toán này thuộc dạng bài toán về ít hơn. Chúng ta đã biết cách thực hiện bài toán về ít hơn rồi đúng không nào? Như vậy là cô trò chúng mình vừa cùng nhau phân tích đề toán. Bây giờ các em hãy giải bài tập này vào vở bài tập toán trang 45 cho cô nhé. Em đã giải xong bài tập này rồi đúng không nào? Bây giờ bạn nào giỏi hãy trình bày bài làm của mình cho cô và các bạn cùng nghe nha. Thưa cô, em xin trình bày bài làm của mình ạ. Bài giải số tuổi của mẹ năm nay là 67 trừ 30 bằng 37 tuổi. Đáp số 37 tuổi ạ. Cô hỏi các bạn trước màn hình nè, em thấy bài làm của bạn như thế nào? Hãy nói cho người thân đang ngồi cạnh các em nghe nha. Bạn làm bài đúng rồi các em nhỉ? Nếu như các em cũng làm bài đúng như bạn, cô chúc mừng tất cả các em. Như vậy là chúng ta vừa hoàn thành xong bài tập 6A. Chúng mình vừa được ôn lại cách giải toán về ít hơn. Tương tự như vậy, các em hãy tiếp tục hoàn thành bài tập 6B sau khi kết thúc tiết học này nhé. Như vậy là qua bài học ngày hôm nay, chúng ta vừa được rèn luyện kỹ năng tổng hợp về cộng trừ có nhớ trong phạm vi 20. Ngoài ra chúng ta còn được rèn luyện về giải bài toán có lời văn liên quan đến phép cộng, phép trừ và nhiều hơn, ít hơn. Sau khi kết thúc tiết học này, các em hãy xem lại bài và hoàn thành phần còn lại của các bài tập nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là hết rồi. Cô chào tạm biệt các em, chúc các em luôn chăm ngoan học tốt.